Rồi, chào tất cả các bạn, mình là Lâm Bách Hợp. Thì hôm nay chúng ta lại đến với cái một cái video tiếp theo của mình về dòng game Dragon Age phiên bản số 2. Thì trong tập trước mình đã làm quen và bắt đầu tán em một em Wood Elf khá là dễ thương các bạn. Em nó bị bộ lạc cô lập, thành ra bây giờ em nó muốn đến sống ở thế giới của con người, để còn ngoài ra còn là để mở mang tầm mắt. Thì đó, giờ nhìn chung thì em nó đã trở thành một người đồng đội của mình. Mình đã cho em nó đi chung. Bây giờ đội của mình sẽ có hai pháp sư, một một người chuyên phòng thủ và mình là chuyên bắn cung. Đội hình của mình có thể nói là đẹp hơn lúc trước rồi đó các bạn. Để xem lại trang bị coi, mình quên mất cái trang bị. À đúng rồi, em chưa trang bị gì cho em này cả tội nghiệp ghê. Rồi đây, tại nãy vũ khí bán hết rồi, giờ không có vũ khí cho em nó, cho em nó cầm mấy cây cơ bản của em nó đi cũng tương đối ổn. Nhưng mà bây giờ để trang bị nè, Danish Amulet, cái này là tăng tốc độ tấn công 2% thì thấp quá. Cái này là hồi không được. Để coi có cái nào ngon ngon không. Rồi cái này, vậy là cái này ngon nhất. Cho em nó thêm 8 máu đi, pháp sư máu giấy mà. Nhẫn, bây giờ có một cái nhẫn này thì thôi đeo vô đi. Rồi Mulat có rồi, đeo vô tiếp. Cái này cộng một magic rồi, quá hợp với pháp sư luôn các bạn. Nhưng mà coi mấy cái khác coi. Rồi có nghĩa là cái này đẹp rồi đó các bạn, đeo vô cho em nó đi. Ồ, quá đẹp. Rồi ok. Rồi chúng ta cái gì đây? À này là chỗ mua đồ, nhưng hình như có ông này có nhiệm vụ. Greetings my lady. You look like a woman who'd appreciate the finest rubies from Antiva raising her lovely neck. I bring only the best northern merchandise to the free marches. Rồi. Mình sẽ nói câu này giống như một cái thỏa thuận. I'll take a look. Lucky you came early, my friend. À, cái này chỉ là mình mua đồ thôi, bấm vô lại thì là cái kia mới đúng. Interested in my wares? Rồi đây mình hỏi kiếm người mới đúng. Interested in your son. My lady, I'm a bachelor. I've never met a woman of sufficient beauty and charm to tie Vincenzo down. Please, Sirrah. I know you must fear for Fainriel, but we mean him no harm. Hard to tell in this city who means who harm, no? À, mình nhờ con em nói dùm, bình thường mấy con bình thường mà những cái lựa chọn mà nó cho nhờ người nói dùm thì chúng ta nên dùng thử các bạn. Rồi nói chung là mình nhớ nhiệm vụ này, mình gặp một cái bà ở yêu tinh ở dưới cái khu phố của yêu tinh á, là bà ấy nói là con bà đã bị mất tích nhưng mà tụi hiệp sĩ nó không có kiếm dùm, cho nên là bây giờ mình phải kiếm thông tin. Và đây là ba của thằng nhóc, vậy là đứa thằng nhóc đó là con lai giữa người và yêu tinh các bạn. Rồi perhaps you can set his mind at ease. We are no Templars, Sirrah. You'll find no better friend to a young, scared mage. Maldición, you are a mage. I suppose you'd be kind then to a boy who resists being taken in by Templars? Of course. The boy's in over his head. So I send him to the only man I know who doesn't despise mages. A former Templar named Samson. Rồi mình hỏi. Thằng cha này thấy con em, thằng cha này chỉ thị người có phép thuật, thấy con em mình vừa dở phép ra cái sợ. Hai, bây giờ mình nó nói là phải liên hệ với một cái thằng hiệp sĩ, nó tên là Samson nè. Rồi ok. Why would a Templar help him? His conscience plagues him, having served the Templars too long. He now helps mages on the run. He stays out of sight during the day. At night, he stays near Dark Town. That's the best place to find him. À rồi ok, có một cái thằng hiệp sĩ nó chuyên giúp những cái đây coi, nó chuyên giúp những cái phù thủy mà trốn khỏi cái sự truy lùng. À rồi ok, vậy là xem ra cũng có hiệp sĩ đít, hiệp sĩ đát cho bạn ạ. Không phải thằng hiệp sĩ nào là nó cũng ghét pháp sư đâu. Rồi ít nhất cũng có người mà mình nói chuyện được. Rồi chúng ta đi. À có một cái nhiệm vụ ở cảng hả, mình qua đây thử. Chỗ nào lẻ mình đi trước, vậy là chỗ nào gần mình đi trước các bạn ạ. Rồi ok, không có cái thằng yêu tinh nữa thì nó cũng đỡ mình. Thằng đó nó mỗi lần nó tới đây là nó khó chịu à. Rồi để coi. À nhiệm vụ là nhỏ lẻ thôi. Cái gì đây, một ông Welcome my dear friend to Sol's shop. My name is Solificus. Chào hàng tốt đấy. My apologies in advance.
Có bộ ông này bán đồ xịn đó các bạn. Nhìn cái cửa hàng của ông thấy ngon hơn mấy cửa hàng kia. Rồi, không cần cái gì. How can I help? It's been too dangerous to leave the city of late, and the substances I require for my creations are, of course, elsewhere. Perhaps you could find them. You'll be compensated for your time, have no fear. I'll also give you first pick on my new creations. À, mình hiểu rồi các bạn, ông này là thuộc diện là ổng chuyên đi kiếm nguyên liệu hiếm để ổng chế đồ hiếm. Thành ra là nếu mình kiếm nguyên liệu cho ổng thì ổng sẽ cho mình mấy món đồ xịn. À được, được, hảo, hảo. Ok, nhận liền. Make up a list of what you need and I'll keep an eye out for you. Perfect, a discount on everything in the shop, Sarah. Ok, quá tuyệt vời. Rồi, để coi trong cái shop ông này bán cái gì. À, bán... À, tuyệt vời. Đầu tiên là mình mua, à đây là thuốc bơm máu mà bơm máu xịn nè các bạn. Rồi thuốc này thuốc thường. Rồi thuốc này là thuốc mana cho pháp sư. Cái này là thuốc thể lực dành cho kiếm sĩ với lại quân thủ như mình. Cái này thuốc chữa thương dùng cho tất cả khi nào chết trong trận đấu là dậy nhớ uống. Thuốc này để mình coi coi thuốc gì ta. À cái này vừa hồi máu vừa hồi mana, dạng thuốc lưỡng hợp, khi nào cần thì uống cả hai. Rồi ok, ông này bán đồ quá xịn luôn các bạn. Rồi ok, cái này luôn, cái là những công thức chế thuốc. Rồi quá tuyệt vời. Hảo. Ủa khoan, mình nói chuyện được với ông này luôn rồi hả? À, có một cái nhiệm vụ của ông này nữa mà mình vừa đưa cho ổng cái là ổng cho mình ngay 50 đồng. Ok, rồi ở đây có thêm một cái shop của phù thủy nữa. Oh, 22 đam, 17 đam, oh. Cũng đồ ngon không chứ. Mày để coi quần áo đồ đó. À chỗ này chắc bán đồ cho pháp sư hả? À không, nó cũng bán đồ đủ thứ đồ rồi, nhưng mà là mình chưa cần mấy cái đồ này. À nó bán luôn cái cục run nữa hả? Ok. Rồi ok, nhiệm vụ ở đây xong. À mấy ba nhiệm vụ nhỏ lẻ này nhờ làm nhớ trả. À, nhiều lúc là nó hiện sẵn nhiệm vụ lên mình cầm tới mình trả thôi, mình vô từ mình nhặt được cái gì đó ở đâu đó đó mà. Ok. Rồi, để xem ban đêm này có gì khác không. À ban đêm mà chúng ta không tới pháp trường được à. À, để coi. Có nhiều nhiệm vụ đây. Rồi. Qua mình nghĩ là mình tới nhà thờ trước đi, hình như bữa mình làm xong nhiệm vụ cho cái thằng hoàng tử rồi. Mình đi giết mấy cái thằng sát thủ đó làm hại gia đình hoàng gia đó. À đây Sebastian nè. Your family can rest now. Their killers are gone. Excuse me, who are my post to the Chancellor's board? Did Her Grace let that stay? I thought for sure no one even read, but you say you've killed them. You have my eternal gratitude, Sarah. It is comforting to think my parents might now rest easily in their graves. À, mình nghĩ, thằng này thì mình nghĩ là hình như thằng này là một trong các companion của mình nè. À. Tức là bạn đồng hành mình có thể tuyển thằng này vào đội của mình. Thì ok, được rồi, mình nói là mình rất là vui là mình được giúp nó. I hope their deaths bring you peace. Thank you. More than I can say. I truly did not expect anyone but không nên đòi tiền các bạn ạ. Consider this in advance. When I have secured my lands again, you will be paid royally. Now if you'll excuse me, I must meet with the Viscount and petition him for aid to a fellow city. Oh. Oh, thằng này biết điều ghê chứ các bạn. Mình không đòi tiền nó tự đưa cho mình 4 thùng vàng luôn. Các bạn thấy không? Không cần đòi tiền, tự người khác sẽ biết điều với các bạn. Nếu mà người đó thật sự biết điều với bạn cứ tiếp tục chơi, còn họ không biết điều với mình thôi nghỉ chơi. À, sống đời vậy mình đừng có tỏ ra là một người thực dụng quá người ta ghét. Mặc dù chúng ta nên sống thực dụng để không có bị lợi dụng, nhưng mà có một điều là chúng ta cũng không nên thể hiện cái sự thực dụng đó ra bên ngoài. Nói chung là chúng ta phải khéo trong giao tiếp các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi ra cái thị trấn phía trên, thị trấn cho người giàu coi. À có nhiệm vụ mới mà cũng có luôn cả nhiệm vụ cần trả hả? Tuyệt vời. Magic is a gift of the creators. Why wouldn't we use it? It just seems wasteful for humans. Xem nào, có gì hay nào. À một cái bounty nữa hả? You are a blood. À rồi ok, có nhiệm vụ thì làm thôi. Để coi ông này thì chưa có đồ mới. Có lẽ phải qua chương các bạn. Thì nó mới có đồ mới cho chúng ta, nó cập nhật theo chương. À rồi cái gì đây. À cũng là dạng nhiệm vụ 50 đồng thôi.
ba nhiệm vụ nhỏ lẻ này giúp chúng ta kiếm tiền tốt lắm, mà ta cứ làm nhiệt tình cho các bạn. Rồi ok, cái gì nữa đây? Ủa? Đây xuất hiện nhiệm vụ nữa à? À, leo lên gì đâu? Insist if you must, but Viscount Dumas will see no one. If you've news of Seamus, I will relay it to him. Fine. Tell Dumas my scouts have tracked the boy and his Canary captor to the wounded coast. I'm taking a full company after them, and when I return, I expect him to make a show of the reward. So many to deal with one Canary seems excessive. Thank you. He may be Talvar Shoth. The winters leave nothing to chance. Get out of my bloody way. Yes, what is it? À, hình như là con của người lãnh đạo cái thành phố này đã bị bắt cóc, hoặc là nó đã bỏ đi theo cái tụi Canary, tức là cái tụi Bismarck đó các bạn, người thú á. Rồi thôi được rồi, để hỏi thăm phân chuyện rồi. Chúng ta không nên chặt hiệu những lúc này các bạn, mà cũng đừng có hỏi thẳng là các bạn anh có cần lính đánh thuê hay không, mà cứ hỏi thăm đi. Looks like I'm not the only one who saw the bounty post. Nó cần thì tự nó nhờ mình thôi. Apparently so, and I am regretting it. As I told the others, Viscount Dumas' son, Seamus, is missing. We suspect he was taken by a Canary. If you would like to try your hand at securing his safe return, feel free. I have certainly granted no exclusivity to the Winters and their violent approach. Rồi ok, mình sẽ mang đó về. Declare it if you like, but the reward goes to whomever brings him back. À, chỉ được hưởng khi thằng đó có an toàn thôi. You are welcome to have with the Winters should you encounter them on the wounded coast. Rồi ok, mình nhận nhiệm vụ này có Avalyn nó thích. À, cũng dễ hiểu thôi, nó là người của chính quyền mà các bạn. Bạn bè của mình là đủ loại người hết trơn. Rồi ok. Rồi, buổi sáng là coi như xong, bây giờ chúng ta tới thị trấn buổi đêm. Rồi chỉ có cái vùng này có thôi. Rồi ok. Khu phố bình dân. Rồi ok. Hey, Samson. Old Vincenzo said someone might come sniffing around. You're looking for the boy, right? Feign something. I'll tell you now. There's not much I can do for you. À, rồi đây là tiếp tục là cái nhiệm vụ của là để coi. Hình như là đi cứu đứa con của bà yêu tinh thì phải. Ok, để hỏi chuyện nó chứ. Did you meet the boy? Afraid so. Blighter was dead broke though. Not a silver on him. I helped one mageling for free, and I'll never get paid again. You abandoned him? Appointed him to a ship captain I know, Rainer. Sometimes he'll take on runaways. Took another apostate last week, girl I sent him. Might have gone wrong though. I heard rumors he took the both of them captive instead. À, bây giờ thôi bộ là cái thằng đó con nó chạy trốn mà như bị rơi vào tay bọn xấu rồi. Thế bây giờ thằng đó đang đâu? Please tell me it's not too late to save him. Rumor has it, Rainer had the pair of them locked inside a keys warehouse, somewhere close to Dockside. You want to go looking? You might find the lad before he gets ransomed to the Templars, or worse. Ok, rồi, vụ này ở đây coi như xong. Chúng ta đi tiếp nè các bạn. Rồi, lại phải ra cảng, mà ra cảng buổi đêm nha, ra cảng buổi sáng hình như là không có. Đúng rồi, phải ra cảng buổi đêm. Rồi đêm ngày gì mình cũng không sợ. What makes the gang so angry at night? Chúng ta có hào quang của nhân vật chính mà các bạn. Tất nhiên là không phải là vô địch và đánh là không chết, nhưng mà có một điều là mình chắc chắn một điều là kịch bản sẽ không có làm khó nhân vật chính của chúng ta. Rồi ok, vô một cái nhà. Chỗ này là khu nhà kho của cái cảng này. Để mở cửa ra có gì hay nào.
À rồi. Có 7. Anh em cẩn thận. Ây da. Ây da. À nó úp sọt con em mình. Nó không đánh mình, nó đánh con em mình đó. Rồi stun nè. Rồi ăn tiếp tên lửa nè con. Ai đứa nào đánh em tao tao xử hết. À chó cưng đâu ra cắn nó cho chị. Này đánh chị này. Bắn banh xác luôn hả? Thôi game ơi xạo cũng tên gì mà bắn banh xác. Thôi không sao. Ý nó là chúng ta có lực bắn nó quá mạnh. Ok lên đường này trước. Đi lục coi có gì không. Tranh thủ loot tí. Loot mới có ăn chứ không loot thì biết ăn cái gì. Ok kiếm được vài đồng bạc lẻ. Xem nào, rồi ok. Lên lầu nè. Nhiệm vụ ở đó rồi, chúng ta đi bên này trước. Xem có hay hay không. Get a hold of them. Please help me. Anyone. Làm sao lát quay lại. Get the hands. I heard they can't do no spells without hands. You know nothing of magic. Trời, còn không đoàn kết với nhau nữa, còn quýnh lộn nó khổ mây quá. À, hên quá con này nó cũng biết choáng. Rồi tốt. Mấy thằng lính quàng này không làm khó được mình. Trước thì mình còn sợ nó chứ bây giờ không sợ nữa rồi. Ồ oh, con yêu tinh này nó có phép này hay ghê các bạn, đó là nó sẽ dùng này dạng dấp gỗ đó, nó chịu hồi gỗ hay đá gì đó, nó tạo hình cái thành đá các bạn ơi, cái này là đá. Nó làm giáp cho nó. Thành ra là nó sẽ rất là lợi so với cái một pháp những pháp sư thông thường, tại vì nó sẽ có được thêm khả năng phòng thủ. Chiêu này hình như có từ phần 1 rồi, nhưng mà hình như cái gì ta, cái tạo cái hiển thị nó không có được đẹp, thành ra mình ít khi để ý. Mình nhớ hình như hồi đó con Morrigan nó cũng có xài cái chiêu này, hay là mình chơi hệ pháp sư là có chiêu này, nhưng mà hình như là qua tới phần này là chỉ có con yêu tinh nó mới có thôi, còn pháp sư người không có, tại hình như con em mình không có chiêu này các bạn. Rồi ok, nãy mình mở cửa ra bên đó hơi sớm, ra đây mình nuốt trước. Ok rồi xong rồi, chúng ta rồi tới đây nè. Nói chung là pháp sư bị kỳ thị cũng đúng, tại vì họ rất là nguy hiểm, không biết có đứa nào có bị đang bị quỷ nhập hay không. Giống như nhỏ nãy mình tưởng đang bình thường, tưởng người lương thiện đang bị bắt nạt, ai ngờ đâu là quỷ. Rồi lại tới đắc sau thì tới giờ. À họ đã tới đây trước. Rồi ok, hình như là một cái thằng hiệp sĩ. We have found neither hide nor hair of the lad Fainreal. I can only think he has fallen victim to demons or slavers. I found this. It was addressed to you. It seems to be from your daughter. À, thư của con gái ông mày. My daughter. Then you know what she is. How she died. When I traced her to that warehouse, I should have forced her into the circle. My own weakness in the face of her pleas is what destroyed her. It is why I urged Ariane not to give in when Fainreal wished to hide. If only I had been so strong for Olivia. Ah.
À, đây là một cái chuyện xấu của gia đình ông này. Con gái ông này hình như là bị dính dáng gì tới cái tội buôn nô lệ mà còn bị quỷ nhập nữa. Ok, mình giữ bí mật giùm ông này thôi. You have my sympathies. Do not fear the Templars finding out. Thank you. She is at peace now. I would not wish to see her name smeared while her ashes are still warm. À, ok. Hay quá, mình lên điểm bạn với con này thôi. Vậy đi, cứ lên điểm với em nó là sớm muộn gì cũng thành bạn tốt, mà từ bạn tốt mà vợ là hồi nào chúng ta cũng hay rồi các bạn. Rồi, ok, chúng ta tới khu thị trấn dành cho người thu nhập thấp nè. Đúng rồi, là không có thu nhập luôn á. Đây thì khu này là đúng kiểu ổ chuột luôn á các bạn. We break the law, I'm pretty sure. There are laws for almost everything. You're not a bad guard, are you? Các bạn cũng có thể xem đây là một cái kiểu so sánh về xã hội. Trong xã hội con người á, có kẻ giàu, người nghèo, nhưng mà các bạn nhìn trong cái xã hội của tập của Dev và nãy á, nhìn chung là mọi người nó không có cái sự khác biệt mấy. Rồi, gì đây? Why, look here, boys. Nhưng mà nhớ này là tộc tinh thì thường không có số lượng đông được, tại vì họ cái cách sống của họ không cho phép họ có gì ta? Không cho phép họ duy trì một cái dân số quá đông, với lại tại họ luôn bảo vệ môi trường nên sản xuất của họ luôn luôn hạn chế cho cái con người. Thành ra sau cùng con người luôn thắng là tại như vậy đó các bạn. Để coi, mình nghĩ là với mấy thằng này thì mình nói câu này luôn cho rồi đi, chứ mình không thể nói năng nhỏ nhẹ được. The boy you bought from Captain Rayner, where is he? Feisty don't get you a better price. Shut this bitch up. Rồi ok, cho bị choáng nè. Rồi, bắn cung. Thằng này là nó có lực tốt á, nhưng mà không đủ tốt để thắng mình. Rồi. Mấy thằng này dạng chiến binh nô lệ thôi, nhưng mà cũng không phải là cái gì đó quá khủng. Rồi đây. Rồi nè, cho chú choáng tiếp lần nữa. Pháp sư mà đụng cung thủ là đi. Mấy thằng này thì nhìn này full giáp vậy thôi chứ cũng không nguy hiểm lắm. À, mình hết thể lực rồi các bạn, nhưng mà không cần phải uống đâu. Trận chiến này có thuốc thì chỉ dành cho những trận đánh nào mà duy trì dài. Dạ lâu thôi. Chà. Ok. Nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cái thằng con của bà kia. Rồi ok, mình chỉ mới lấy được thông tin thôi, giờ chắc phải đi tiếp. Rồi ok, bẻ rương nào. Một cái bao. Ồ, cũng thường thôi. À, ok, nhìn trong thành phố là xong rồi, giờ chúng ta ra ngoài thành phố thôi. Có hai để coi ở đây thì mình nghĩ là mình làm dưới này trước đi. Cái chỗ này nó rộng nè, ở trên này thì mình trên này hình như lên đây là để làm nhiệm vụ cho cái ông chuyên chế độ. Ở đây trước đi. Ok. Để xem có gì nào. Giờ biết rồi chúng ta đi bên dưới cũng được. À, đồ tốt. À, mấy con nhện này thì không có gì đáng sợ. Chó cưng đâu? The danger is past. Are you all right?
No thanks to this lot, can't get a decent blade at a bargain anymore. You, though, you're what a man needs. A skilled enthusiast. Okay. Tôi bị tấn công, tôi chỉ tự vệ thôi. You're in the mess, just picked me up on the way by. Still better than what I had. Look, the name's Javaris Tintop. I need someone to help pacify the Canary. Those hornheads in Kirkwall have a powder that explodes, and it's just dust. No lyrium, no demons. Anyone can use it. Fools with swords are bad enough, but this? Nghe nó nghe giống pháp thuật nhỉ? So it's some kind of Kunari magic. What use is that to a dwarf? If it is magic, it's a kind you can assemble, and dwarves do that very well. But that Arishak, he won't deal. Said I have the same mercenary disease as their outcasts, the Tal Vashoth. He says I'm not worthy, but he had this look in his eyes. So I figure I'll hire some blades and... And you're going to prove yourself by killing Tal Vashoth outlaws? Problem being, I'm no warrior, but I can pay. Okay. I suppose there could be a reward for these Tal Vashoth. As long as you do it, I'm happy. Now, best I could figure, they're up the Wounded Coast, a whole camp. Take their heads off and meet me at the compound in Kirkwall. Get this right, and we'll be richly rewarded. Richly. Okay. Còn nhiệm vụ ở đâu nữa nào? Chỗ này hai nhiệm vụ luôn mà sao ngắn vậy ta? Để em đây thử coi. À, cái rút bò gì đây nè. Cái bèo nữa hả? À, phai đam. Sát thương này lửa. Để ở đây coi. À, không có. À, vậy chắc phải giải ra rồi các bạn. Phai đam sát thương hệ lửa cho con em mình coi. À, con mình đang cả đống bèo không cho con em mình đeo nè, tội nghiệp quá. Để coi. À, bốn cái sát thương lửa ở đây. Ồ, đúng hệ luôn. Rồi, ok, chưa có nhẫn thôi. Ủa, nhiệm vụ còn quá trời mà. Ủa, khoan, trở lại đây nè. Cái chỗ đó là một cái chỗ nhỏ, nó chỉ mở ra những cái nhiệm vụ đó thôi. À, ok, chúng ta đi làm nhiệm vụ trên này trước. Dứt điểm một chỗ thì các bạn mới chạy qua chỗ khác. Nhiều lúc mình làm nhiệm vụ không có liên tục, nhưng mà nhìn chung mình thích dễ hơn. Chứ mình làm nhiệm vụ liên tục mình chạy tới chạy lui mệt lắm. Rồi. À rồi, cũng nhiệm vụ dạng nhiệm vụ 50 đồng. Okay. Rồi, ra khỏi đây nào. Giờ nhiệm vụ ở đây nhiều quá trời đất, phải lên đây trước đi các bạn. Rồi, ok. Thì đây là cái ngọn núi của Wood Elf. Ở trong game này nó gọi là tộc Danish Elf, tức là Elf ở trong rừng. Còn mấy con Elf mà ở thành phố người gọi là City Elf, tức là Elf thành thị. Rồi thôi, muốn ép gì cũng được. Không có thấy nhiệm vụ ở đâu đâu, ta nó báo ở đây có nhiệm vụ rồi. Chạy như kia coi thử coi, bữa nó chặn đường mình. À đúng rồi, cái chỗ ông bán đồ luôn. Mình nghĩ là ông bán đồ là sẽ bán được cho mình cái gì đó. Đây, bán đi kiếm chút tiền. Mấy cái này bèo quá, bán hết đi. Giờ đủ đồ rồi. À, chưa có gì. Rồi, ok, nhẹ gánh rồi. Đi đường này coi, bữa ở đây chưa có gì. Ừ.
vẫn không có gì. Chạy cái này thử coi. Ở chỗ này nó chặn đường rồi. Rồi vậy có vẻ như là nhiệm vụ chỗ này mình chưa làm được các bạn. À, nó làm được hình như nó đã hiện cái thông báo lên rồi. Có nhiều cái nhiệm vụ nó bị chặn nha các bạn, mình chưa làm được phải làm nhiệm vụ khác rồi quay lại mới làm được nó. Rồi ok, trở lại đây nào. Ok, có 3 nhiệm vụ luôn. Rồi ok, vậy mình làm cái nhiệm vụ bên góc kia trước, nó có mình nó. Ok, gọi chó ra trước luôn cho chắc ăn. No magic, just normal. Really? You wouldn't fly across Thedas or eat a cake the size of Kirkwall. Keep a baby griffin for a pet. Well, now that you say it, the griffin might not be so bad. I'd name mine Thedas. Coi nào, chỗ này như mình loot lần bây giờ thì mình loot hết rồi. Cái đường đi cũng khổ thật. Chỗ này nó tên là cái vịnh bị thương các bạn, tức là tới đây là khả năng cao là bị thương. Cho nên là cái chỗ này đúng là nó một cái chỗ này là cực kỳ dễ mai phục luôn, mà rất là hẹp nữa, rất là thích hợp cho cái việc mà mai phục. Chỗ này gần hơn nhưng mà thôi để mình chạy bên kia trước đã. Để xem. Rồi ok. No further human. Calvishoff control these passages. I am more than capable of meeting any threat. So I see. I expected to warn a caravan, not a well-equipped tracker. The path ahead is littered with my kind. If you are as skilled as you look, it would please me if you killed them. Thằng này nó lại muốn mình thuê nó để đánh lại đồng loại của nó. You have turned your back on your kin. Yes, for a second time. I did not like my role, so I left the queue. I do not wish to be a murdering thief, so I left these Talvishoff to warn their victims. You are no victim, so now I will leave. Mình nghĩ là mình không nên thuê thằng này các bạn. I want a friendly way to get what I need. You will be disappointed. They are reveling in chaos. It is a wretched freedom. Mình không tin mấy thằng Bismarck này lắm, thành ra thôi. I still need order, even if I insult the core of the Kuhn by selling my honor as a mercenary. Do I really have to convince you to do the right thing? I have already done more than was demanded by my own choice. You have my word of caution, human. Heed it or do not. Mình không muốn thuê mấy cái thằng phản bội giống vậy. Nãy nó còn nói mình là đây là lần thứ hai nó phản bội cái tộc của nó. Vậy thì ai mà tin nó cho được. Rồi. Nó tụ vô là đúng ý mình. Đâu có lợi hại lắm đâu, bướng làm cái gì các bạn thấy không? Đúng là thường thường thôi. Không lợi hại tới mức mà chúng ta phải thuê người đánh phụ. Võ nghệ cũng rất là thường. Ông bà này có chiêu đánh thấp kinh đã thiệt.
Rồi, một cái thanh kiếm gãy. Còn đồ dây chai. Nó còn đúng là con phù thủy này, nó có con ép này, nó có cái chiêu nó hay hay thì gồng lên trái như là có mặt giáp luôn. À phải chui vô hang. À thằng này không lao. Ok rồi vô hang nào. À chưa được. Còn địch hả? Đâu xuất hiện vậy? Tên nổ nè. Xong chưa? Rồi ok, lượng cấp được một chút. Còn cấp độ của mình là càng lúc càng lâu lên nữa các bạn. Ồ, một cái hang động nữa. Đúng là có những chỗ chỉ có nhiệm vụ mới được vô các bạn, không có nhiệm vụ nó không chịu vô. Cấu tạo có hơi giống nhau nhưng mà cái bố trí nó cũng khác, nhưng mà số đường nó trên chặn. Ok, à chặn. À có thể mở cửa, một số cửa hả? Ok. Cũng hay. Thì vậy là cái map là người không phải làm nhiều, nhưng mà có một điều là sẽ có sự khác biệt. Đối thủ cũng khác, cái hang này là của mấy thằng Kunari chứ không phải là của mấy con nhện. Chịu bắn người tên này nó lợi thiệt. Vô cái khúc này cần càng nè. Ok, ở đây không có đồ. Ok, chưa có gì. Chà, nhiều cửa quá ta. Có thùng đồ ở đây. Ồ, một cái cung ngắn nè. Học bèo ở cái cung của mình. Cái cung ngắn thì thường bắn sẽ lại hơn cung dài, nhưng mà bắn là lực yếu hơn. Giờ cái này mất cái kia. Mà không có gì. Rồi vậy ok, đi tiếp. Vũ nó ở dưới kia. Chạy vô trong này có gì đó cái gì. Ai chà lên ẩu quá. Rồi cũng đồ thường thường thôi. Ây chà, mấy thằng này nó cài bẫy kinh thật. Này cài bẫy à. Vô mấy chỗ này mình hơi sơ ý quá, dở thiệt. Đạp bẫy 2 lần liên tiếp luôn. Nào quên nữa, chó cưng đâu. Cứ hay quên triệu hồi con chó. À lại lụm được đồ chế à. Đây con em mình lại quên nó nữa, khổ ghê. Nó không có chi giáp như con yêu tơ, như con yêu tinh kia, cho nên là nó dễ bị tổn thương á. Trời ơi, còn không tự uống máu giùm tôi nữa. Còn ba đứa quýnh yếu đi hẳn. Uống miếng thể lực vô. Ê, em này uống miếng mana vô nè. Bà kia thì khỏi, bà kia quýnh là nhờ mấy cái thế thôi. Rồi con em tỉnh rồi, nè uống đi em gái. Rồi xong. Rồi trên kia là mình leo lên rồi không. Ở dưới này hình như đường bị chặn hả. À, đúng đường chặn thật. À, để coi có gì dưới này không. Nhiều ngõ ngách quá. À rồi lại lụm được đồ để chế. Ồ, một cái dây chuyền khá ngon, cổng giáp và cổng đồ luôn á. À, dây chuyền cũng hay á.
quên, đi đường này chứ. Rồi ok, có cái cửa cho mở. Còn cái hang này rộng ghê các bạn. Còn nó tự lưu là hình như sắp có biến rồi đấy. À có rừng, có rừng. Hay chà. Ồ 25 băng à. Đây 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 đây, cầm đi em. Đồ xịn đây. Ồ cây này nhìn ngon ghê. Ủa con này nó bị cái gì? À đây rồi. Ủa con em mình nó quăng lửa một cái nổ đã thiệt. Rồi đây cho tụi mày choáng luôn. À, chết chưa. Ôi lần này bà sĩ kia xài mau hết năng lượng ghê ta. Ôi tới đây nhiều con này quá. Ui ui ui. Mau này. Ôi con này mạnh quá, nó chơi mình té tua luôn coi. Còn con phúc tự ép kia nó xài hơi hao. Wow, một cái rìu khá là ngon. Ồ, có công thức chế lựu đạn nữa. Hay. Để về chế thử. Chà, nhiều con mạnh quá. Một cái búa nữa, ok. Không phải là những thứ mình mong đợi nhưng cũng được, đem về bán như chai cũng kiếm được nhiều tiền lắm á. Rồi ok, chúng ta đi nào. Chà, hai lớp cửa luôn. Rồi có gì không? Rồi không có. Một cái cây này nữa, cây này hình như là dành cho người chuyên kiếm và tiên. Ủa khoan. Chị thì thử cho bà này đổi vũ khí với bà này được không ta? Ồ, cho bà này cái chùy à. Ờ, đúng rồi, bà này cần vũ khí cơ bản lần đầu đến giờ, cho bà cái chùy này cầm. Ok. À, cây này mặc định là của con nhỏ này luôn, không ai được cầm hết. Rồi, ok. Tại như F là nó chơi Natural Dam, tức là sát thương tự nhiên. Chứ nó không chơi mấy cái sát thương khác. Rồi, để coi. Quay ở đây. À như vô đây nói chuyện với mấy con Canary ở thành thị nè. The gates to the Canary. Let me pass. I have business with the dwarf Javaris and your Arashok. The short mouth, yes. Enter if you must, Basra. Rồi ok. Nó cho mình vô là tốt rồi. Hy vọng là không có đánh nhau. Ah. My right hand arrives. Summon your Arashok. The bargain is done. About time you showed. I've been here for hours. Hình như là tộc trưởng của mấy con Canary đây. Ồ, nhìn ghê quá. Illustrious Arashok. I am here to report that your hated Talvashoth were felled, one and all. Right? Yes, they were. So, I'm ready to open negotiations for the explosive powder, as we agreed. No. He's not getting it. Say something. Ah.
hỏi coi luôn. The Talvashoth camped at the Wounded Coast are dead. You won't honor your bargain? There is no bargain to honor. His offer for the Gatlock was refused, so he invented a task to prove his worth when he has none. I broke my beard getting your outcasts killed. But he still has his beard. Do you think it hurts? You hired someone more competent and now stand in their shadow pretending it is yours. You demean her accomplishment. Get out of my sight before I bother lifting my sword. Hỏi tiếp con này coi sao. Nevertheless, you have benefited from his action. Do you think we are unable to hunt our own outcasts? This was interference, nothing more. So I get nothing for all this work? If anything, we have been denied the righteous application of the wisdom of the Kuhn. What payment should I exact for that? Go, dwarf, before I begin my tally. Hang on. I did his dirty work. That debt stands. Does it, dwarf? You said yourself there was no bargain. I'm not getting a sodding thing out of this. Những phút này phải tập trung các bạn. Nhiều nó nói sai là ăn đòn ngay. This human did what you could not, something I did not expect of any outsider, and you have involved me. If you made a bargain for the Talvashoth, that debt for their lives will be honored. It's not at all. Take your coin, take whatever. Hornhead Oxman and mongrel dong lords, suck your own powder and blow your head off, sod it. You will leave as well, human. There's no more coin for you here. Ok, đòi được 3 đồng. Cũng được. Đó, hồi nãy mà cương không đúng lúc là ăn đòn rồi. Cái này nó cộng cho mình cái gì đó? À, cộng đép cho mình luôn à, hay. Rồi, chiêu thức. Bản này nâng tiếp bản này à. Để coi. À, giảm tốc độ tấn công của đối phương, giảm tốc độ di chuyển của đối phương, tăng cái tầm sát thương luôn. Ồ, tuyệt vời. Rồi, ok, 3 đồng cũng được các bạn. Rồi, có thông tin đây luôn hả? Lấy luôn. Ok, làm nhiệm vụ tiếp nè các bạn. Rồi, buổi tối ở đây có cái gì đây? À, lại buổi tối ở khu phố bình dân nữa à. Ông bà thầy tu à. Here, miss. Word is you're looking for help and paying well. I need someone native to the dark places. Một bà hay tu mà tới khu này là có dễ có chuyện lắm nha các bạn. Yes, I will pay. Bình thường họ không có ở đây đâu. I am. Let's just step into this alley and me and my fellows can have a look at the money on offer. Anh nói chuyện mà hình đánh thuê nữa. Can she expect to survive Lowtown inviting that kind of attention? It does appear she could use some help, especially now. Để theo dấu có cái gì hay nè. À, vừa theo dấu cái có chuyện liền ha. Ồ trời, giờ cái sát thương nó rộng quá. Ok. Well, thank you for your timely intervention. I am out of my element. A foolish risk in Lowtown. I had to come here to get the type of person I need. Someone of bloody skill but also integrity. Perhaps the kind who might leap to someone's defense. I have a charge who needs passage from the city. If you are willing and capable, meet me at my safe house nearby. Okay. You make a lot of assumptions. It almost got you killed already. All the more reason to end this quickly. You must need coin. Everyone here does. Varnell! Why is a Templar guarding her? Is this a setup?
Ê, bà này bà thử mình đó bạn ơi. Bà muốn nhờ mình làm cái gì á, nhưng mà bà muốn thử năng lực của mình, cho nên bà mới cố tình chọc mấy từ kia thôi, chứ thật chất là bà có hộ vệ. Hay da, bà này cũng được lắm. À, rồi, ok. Để coi, thường thì mấy cái thằng giới chức tôn giáo này là thường nó phải làm một số cái chuyện. Nếu mà là nó không được làm một số chuyện nên là nó thường phải thuê người làm thay nó, cái đó là nhờ người khác làm việc dơ bẩn giùm mình á. Rồi ok, để coi các bà này muốn làm cái gì. Cái nâng này trước chứ. Rồi cứ nâng vô phép thôi. Ok. Rồi con em mình xong cái bản đầu tiên luôn. Ồ, quá ngon. Cũng là khoan đã, phép của con nhỏ này có cái gì nhỉ? Phép của con em mình. Để coi. Có phép nguyên tố. Phép này là phép Spirit. À con em mình có phép chữa thương. Có phép ở này luôn, nhưng mà không có phép phép đá của phép tự nhiên của Uten. Rồi. Bà này thì để coi. Đường này là đường gì đây? Ủa, bà này có cái đường Guardian, đó là đường chuyên bảo vệ à, cũng hay đó, nhưng mà để nâng cái này trước đã. À, ok, nâng cấp chiêu bên này cho bà này trước đi. Rồi ok, bà này cứ nâng vô trend thôi. Ok. Cứ tưởng là én nhỏ, ai ngờ là diều hâu các bạn. I am expected. I thank you for coming. This matter is delicate and I need someone of limited notoriety who will not link this to me. It is an escort, but I think you will agree the nature of the party makes this unique. Okay. If this is criminal, I already have enough trouble. I should think you're about to have more. I am Sister Patrice. This is my burden of charity. Oh. Shiva Da. Would even a Templar bind a mage like this? A survivor of infighting with the Talvashoth outcasts. I call him Katojin, a bridge between worlds. The Viscount and others feel that peace begins with appeasement. This mage would likely be returned to his brutal kin. He can serve a better purpose. I want him free. He must be guided from the city without alerting his people, or being seen in my care. Okay, nhận luôn. I can get him out of có tiền nhận hết. He's a bit conspicuous for the streets, though. Nói chung là bà muốn thằng này được thả tự do về cái đồng loại của nó thôi. Thôi là bà này cũng không hẳn là xấu lắm đâu. Nhưng mà mặc dù nhìn mặt cũng hơi dàn dàng, chắc là có ý đồ gì đó. Nhưng mà có thể bà ấy thả thằng này vì một lý do nào khác, chứ không phải là vì muốn giúp nó đâu. The passage here leads to the warrens of the Undercity. It is dangerous, but that is why you were hired. Good luck. Ok, làm này con Mary nó thích cũng phải thôi. Nhỏ này nó tính nó tốt mà. Thấy anh em giúp người nó thích thôi. Ok, cứ làm thân được với em nó là quá tốt. Rồi ok, chúng ta đi nè. Rồi, ra cái đường đi tới bên kia này cũng mệt lắm. Rồi ok, mấy con vợ này không đáng sợ. Nó nguyên cục đá đó, nó con tên nó bắn nguyên cục đá luôn các bạn. Cái chiều nó đấm đá đó, họ tên Dragon A Origin đấm đau lắm á, còn cái chiều nó còn có tính đất ngã. Ây da, mình tính kêu con chó xong rồi phá bẫy, ai ngờ dính ngay từ đầu. Ây, nhậm xỉn. Ô bà này mạnh quá ta. Bảy nữa. Nhận tiếp. Ây chà. Để xem nào. Ok.
Rồi đi tiếp. Lại 7 nữa. Cái đường hầm này 7 lắm thế nha. À, còn yêu tinh là lên phép lên cấp để mình nâng cho nó. Rồi em cứ lên này cho anh. À quên. Vô cho 20 luôn đi, cho nó chẳng. Rồi ok, nâng cái gì nào. Đường này cũng khá hay chứ. Đường này thì mình nhìn thấy không khắp mắt cho lắm. Con này nó nâng lung tung hết nha. À, nâng là đường đặc trưng cho nó, nâng trước đi. Phá 7 nè. Phá 7 nhiều thế nhỉ. Một cái rương. Nhiều lúc cái rương mà toàn đồ dây chai không có bạn buồn ghê nơi vậy. He's not very helpful, is he? Ah, look at this. Undercity's feared by all, but there's no shortage of fools with coin who want to test it. What is this thing? Collared like a dumb lord's bitch. He's some sort of canary lover. Maybe I should get rid of you and see who will pay the most for your pet. I don't think it likes you threatening its master. Maybe we let this one pass. Nó nhỏ nhẹ xíu các bạn. Do everyone a favor and listen to your friend. Unless you lot make a holiday of the last free place in Kirkwall, tax it up like even Lowtown, I'll cut you up and save the biggest piece for your pet. Wow, con này mạnh lắm á. By the void, kill it, kill them all. Ok. Cái chú thích thì anh chiều, cái chị chiều. Lính con mà bài đã. Mấy thằng này chỉ được cái đông thôi chứ nguy hiểm thì không nguy hiểm. Rồi gục ngay. Quýnh cả đám mà có 200 kinh nghiệm là biết nó yếu cái nào rồi. Calm down rồi anh em. À, nhớ nha, tôi là đồng minh của anh. Keep control and remember who is on your side. Of course, I expected no different. Ok. Cái con này nó hơi dễ bị mất kiểm soát xíu. Và nhất hồi nãy nó cũng biết ai là bạn hay là thù các bạn. Ok, một cái kiếm dài. Một đôi dài xịn, oh yeah. Con dài đẹp quá các bạn. Để coi cái kiếm này nó nào ngon hơn ta. Ừ, kiếm ngon hơn. Ok, kiếm này nhìn xịn hơn á. Kiếm này chắc kiếm gia đình của bà này thôi, kiếm từ đầu đến giờ. Hoặc là kiếm của ông chồng. Bà này có lẽ nên tái hôn đi cho chứ ở mình gì tội quá. Ok, di chuyển thường thôi. Ok. Rồi chúng ta ra ngoài được, thấy được ánh sáng mặt trời rồi các bạn. Chắc là tới chỗ đồng loại của thằng này rồi. Ây chà, có mấy thằng Kunari này nhìn giáp trụ cũng ngon quá chứ. You will hold Basravashidan. I am Arvarad, and I claim possession of Sarabas at your heel. The members of his Karatam were killed by Talbashoth, but their disposal leads only here, to Sarabas and you. I just got here, coming from the other way. If there was a trail, I didn't leave it. Yet you are here with Sarabas. The crime is his freedom, his leash held by unknowing Basra. We will not allow that danger to continue. Let your own mages doom you. Sarabas will be properly confined.
And if he doesn't want to go back? Cerebos, show that your will remains bound to the Kuhn. He has only followed you because he wants to be led. He has allowed no other purpose. I'm not giving him to you. He'll choose his own path. He wants what the Kuhn demands. He is nothing else. You, Basra, your kind have no sense. The opportunity for reason will be forced upon you. You will all be brought to the Kuhn. Rồi, ok, chó cưng đâu? Rồi, bán. Tụi này mạnh á. Mình không thể là giao cái thằng này cho cái đám này được. Nó muốn xử án thằng này hay gì đó. Nói chung là không thể đưa được. Đưa là chắc chắn mình chết. Cái thằng này nhìn cũng mạnh đó, nhưng mà nó đứng tụ cụ lại vậy thì đứng ý mình mà. Á chà, triệu hồi quân ra tiếp rồi. Rồi, còn lợi hại. Chơi giờ phải lâu lâu cũng phải nghéo à, nhìn cái máu các bạn. Sợ em mình nó chết lắm. Oh. Không lao hả mày? Can you stand? À, nói được rồi. Unbound. Odd. Wrong. But you deserve honor. You are now Basvaran, worthy of following. I thank your intent, even if it was wrong. I know the will of Arvarad. I must return as demanded. It is the wisdom of the Kuhn. So after all this, now you want to die? I do not want to die. I want to live by the Kuhn. Which means dying. Yes. Is that hard to grasp? Rồi thôi, cho nó tự quyết định vận mệnh của nó đi. When we exited the city. The rest is up to you. You know of certainty and borders. You are closer to the Canary than you admit. Your role would change little if you accepted the Kuhn. Take this secret thing, Basvaran. Remember this day. Rồi thằng này nó tự sát các bạn ạ. Rồi thì thôi, mình tôn trọng ước muốn của nó. Mình không biết là bắt nó sống nhưng mà nó không muốn sống được. But the creature was okay. Rồi thôi, chúng ta giúp người rồi. Why arrange this only to Cái item này là cái gì? Chúng ta giúp người, nhưng mà nếu mà người đã muốn từ bỏ mạng sống của mình rồi, chúng ta không nên cưỡng ép các bạn. Để cho người ta ra đi cho thanh thản. Chỗ này cũng có nhiều đồ để lụm quá chứ. Rồi, lát về quay lại chất vấn với con thầy phụ hoặc thầy pháp. Nó biết rõ ràng cái này nguy hiểm mà nó cố tình đưa mình vào. Cái con mục á, nó có vấn đề rồi. Rồi, trở lại đây nè.
cái con sát hao cũng lợi quá các bạn ha. Leave nothing. It must be clean with no ties. It. Well, my helpful associate from the streets. You took the canary from the city without incident. You know what we faced. Mind your tongue, Ferelden. Please, do speak your mind. The bodies of the Major's Karatam led right to us. Why? You come back speaking their language and think to lecture me? If such a plot existed, if the Kunari had murdered you for trying to help their slave mage, then yes, someone might have found that useful. It would have cast doubt on appeasement. Perhaps your death would have been a tragic necessity. Finding the mage was a rushed opportunity. But all we have now are dead Kunari and the word of a sympathizer. Nói câu này hơi căng. Nói câu này được rồi, cứ trả tiền đây là được. I want no part of your little war. Pay me what I'm due. Take your coin. Disappear back into Lowtown. Rest assured, I will not make the mistake of looking for help outside the faithful again. The stakes, eternity, are just too high. Ok, tiền biến rồi bạn. Ta không nên lôi thôi với mấy đứa này. Ok, biến khỏi đây thôi. Phong anh đi đường nào. Ok. Rồi, chúng ta đi ra bằng đường này cũng được. Giờ này gần hơn. Mình không muốn lôi thôi với mấy cái con linh mục đó. Con đó nhìn gian quá. Lấy tiền rồi đi thôi, lỡ những nhiệm vụ rồi phải lấy tiền. Chứ mình lôi thôi với nó thì biết là Avery nó sẽ không vui. Thì con này rất là được cao tinh thần áp luôn. Nhưng mà chúng ta lôi thôi với con đó phiền lắm. Hồi nãy tự nhiên quên, tự nhiên làm nhiệm vụ ở đây xong cái chạy luôn. Còn hai nhiệm vụ ở đây nữa mà mình quên đấy, bạn thấy không? Rồi ok, đi thôi. Lại mấy con Kunari à. Rồi được. À, quái thường thôi, làm sao làm khó được mình. Ít như vậy nữa mà. Nhưng mà nói chung là bây giờ nhiệm vụ bắt đầu khó hơn rồi đó. Tại vì mình phải bắt đầu phải uống thuốc rồi. Uống máu, uống mana, uống năng lượng đồ vô. Chứ không phải đánh như lúc trước nữa. Nhưng mà kẻ thù mạnh lên dần rồi đó các bạn. Đúng hơn là không hẳn nó mạnh lên dần, nhưng mà nó sẽ có thể đông hơn. Khiến chúng ta khó mà đánh trả. Kết thúc trận đấu nhanh nữa là giảm thiểu thiệt hại. Rồi ok. À rồi đây. Ở đây có một cái hang. Lại hang các bạn. Rồi à, như cái hang này nhìn nó cũng khác khác chút. Ok, lại đi liệu để chế thuốc quá tuyệt vời. Hoa hoa, trên này có cái gì đó. Kiểu gì cũng phải có tí đồ chứ. Ok. Rồi đường nó bị chặn. Let's finish this. Mấy thằng Slaver này nhưng mà cũng nguy hiểm người ta. Nô lệ thôi mà cũng mạnh dữ. Bị trang bị tốt nữa. Hình như con uy tinh này giờ nó cũng có chiêu hút các bạn ơi. À phụ tử phụ tử. Vậy đi ăn cái bơm choáng đi con. À con này có đồ á, à chút tiền lẻ thôi. À, có phòng bí mật ở đây hả?
Ok. Một cái dao khá là xịn, nhưng mà tiếc là giờ không có chi dao, mình không chi dao nữa. Cái barrel, ok. Rồi ok, nói chung là toàn đồ dây chai thôi. Nhưng mà đem về bán cũng được tiền lắm. Về xuống rồi. Ủa. À đây đường đây đường đây, nó làm cái cầu thang u đấy. Ok, một cái bèo nữa, bèo bèo thường thôi. Ok, lại mặt lẻ. Take one more step and the boy dies. Nói rồi luôn, sợ gì? Oh. Mày hả bởi? À, nhảy mới được chứ, đôi lúc là phải chất chơi người dơi như vậy mới được. Nói chuyện nhẹ nhàng, rồi quyết là nó kinh. Mày đặt khống chế con sinh với mình, cho nguyên cái dao vô cổ ngay. Từ lúc chúng ta không thương lượng nên thương lượng các bạn là mình chơi thẳng luôn. Nhiều lúc nói nhiều giang hồ nó kinh thường. Aha. À, chó cưng đâu? Này pháp sư này. You would have let him kill me. He had a sword at my throat and you just I mean, thằng này nó đang sợ. À nhưng mà không, cảm ơn biết điều gì được rồi. You were too valuable for him to kill. Is that my choice? Prisoner or slave? Who are you? Are you working for the Templars? Your mother sent me. Huh. Hardly a difference. I can't believe her. My whole life it was all, I'll love you and protect you. Then I have some bad dreams and it's off to the Templars. Thằng này mẹ nó thương nó mà nó kiểu như là nó muốn tự do. Ông ơi, ông về nhà, ông báo hiếu mẹ cha đi. Họ sống xa mẹ cha nó khổ ghê chưa, còn non lắm mới đi ra từ thế giới thôi là bị bắt rồi. Nó tôi không tới cứu là ông thành nô lệ rồi nhá. You belong in the circle of Magi. Well, I'm not going. I was trying to get to the Dalish. They won't be afraid of magic. Thằng này là nó không muốn bị gửi tới trường dành cho pháp sư hình mà nó muốn tới nó vô rừng sống với yêu tinh. Nó là con lai giữa người và yêu tinh các bạn ạ. À. Mình quên mất gì đó. À hiểu rồi, nói chung là giờ không muốn đi học mà muốn vô rừng ở đúng không? Rồi. You'd be alone among the Dalish. Even more than a Dalish would be here. Compared to being held prisoner or made tranquil, I'll risk being lonely. Thằng này vô trường sợ cô đơn. I know it's different in other kingdoms, but here. Nhưng mà tại pháp sư thì hay bị cô lập trong cái hội đó. Nhưng mà chỉ được đi vòng vòng quanh hội thôi, không được đi ra ngoài. Chỉ ra ngoài rồi tới bị hạn chế gì cái. Thằng này nó muốn tới với tập đoàn đấy, họ có thể dạy nó cái quyền phép. It would be your humanity that marks you among the people, not your magic. But I think they will take you. If there was another way, the circle would know it. Để coi. À, rồi thôi, cho nó tới với tụi Danis đi, tội nghiệp nó. You deserve a chance at freedom. Thank you. I did not. In my wildest dreams, I could not have foreseen this. Thank the creators, you were the one my mother hired to find me. I will forever be in your debt, friend. Whatever their differences, his mother deserves to know he's alive. Đúng rồi. Chứ cho mẹ đó. Rồi ok, bà này có vẻ không vui với mình nhưng mà con này nó thích là được. Mình cũng nên ủng hộ con nhỏ này các bạn ạ. Mình cần làm thân với nó hơn, còn bà kia sao không được. Bà kia mất quá mình kiếm người khác thế thôi. Chứ mất con nhỏ này kia nó không vui, mình buồn lắm. Nói chung là để đối tượng chúng ta muốn tán giận các bạn.
cứ làm cho họ vui đi. Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Thành ra thôi thì làm hài lòng được ai thì làm. Quan trọng là mình cần ai. Bạn hiểu không? Chứ giờ ráng mà giúp làm cho mọi người hài lòng á thì thực sự nó khó vô cùng các bạn. Rồi có một bộ xương. Rồi với mấy món đồ da chai. Buồn. Đi lục đôi khi không lục được đồ tốt cũng cảm thấy hơi khó chịu các bạn. Nên đi một quãng đường dài chứ nó nằm ngay trên đường mình đi mình có đứng làm mình lút không nói. Còn này tự dưng chạy một đoạn đường dài mình lấy được có mấy món da chai bán được mấy cắt nữa. Còn bao tay ngon nha, nhưng mà phải lắp đồ vô mới chơi được. Ok. Rồi xong nhiệm vụ. Về báo cho bà má thôi, nhưng mà chạy ra làm nhiệm vụ kia đó đã. Còn cái nhiệm vụ dưới này nữa. Ok, có vụ gì hay dưới này nè. And the world's rid of one more canary. Easier than I expected. Call the men back. We've got an appointment with the Viscount. Isn't that right, Seamus? Ashad! You killed him! You... À, hình như thằng này là con của ông lãnh đạo của cái thành phố nè. One of their words. See, that's why you need to be dragged. Thằng này nó muốn sống thân thiện với mấy con Kunari, nhưng mà hình như là bên mấy con Kunari mà đi thân với nó là bị cái tụi lính thuê này nó giết. Rồi thôi. Sounds like he doesn't want to go with you. Competition? Well, you're too late. The Winters, I have already claimed him. Sirrah, if I must go back, so be it. But I will not see these murderers rewarded. Spoiled shit! I'll cut out your tongue and charge extra for bringing you back quiet. And as for you, I could do with some entertainment while we wait for the others. Rồi, ok, mình chỉ muốn rón rước mình kia về thôi mà nó dám tự nữ với mình. Ok, chị gây sự nhầm người, chị gái thôi. Con mắm này nó có cái kháng các bạn, không đánh choáng nó được. Ok, không choáng được thì chị đừng nghĩ là chị mạnh nhá. Theo còn lắm chiêu. Rồi, mấy thằng trung thủ tào lao. Dead and good riddance, but she said she was waiting for more. A lot more. We're not giving you up. Strip the camp. And we'll ready a fitting welcome. À. Ok, chơi tiếp. Xong thì cũng chỉ tới đây thôi. Rồi ok, mấy thằng lính lát này tuổi gì? Ây chà, cũng biết chiêu đó nhưng mà cũng thường thôi. Chà, đông quá ta. Bộ bà này là đến từ một cái hội lính đánh thuê nào đó khá là đông đảo đó, chứ không phải là loại chúng ta đùa được đâu. Nhưng mà tiếc là bà ấy không huy động được người cũng đông đảo ngay từ đầu. Cho nên là chúng ta đánh trả được. Cung của mình mạnh như chứ bắn một phát là coi như là muốn gục rồi. Hai phát nữa đi. Băng xác luôn. Oh, Andraste. I've never seen so many corpses. So much blood. We'll get through this. Hold on a little longer. There may be more coming. Chà, đông dữ ta. Ồ, còn nữa hả? Ai chà, coi bộ mình đụng nhầm vô ổ kiến lửa rồi các bạn. Ê, ê, chó tao, ai dám, đứa nào dám. Nó tính bắt chó mình đi làm cày tơ bảy món các bạn. Không thể tha thứ được. Chó của anh nuôi không phải để mấy chú ăn nha. Biết là anh thì không có phản đối cái việc ăn thịt chó. Nhưng mà mấy chú bắt chó, muốn ăn thịt chó thì tự mà nuôi. Hoặc là đi kiếm ai đó bán mà mua. Còn bắt chó của anh là anh cho mấy chú lên đường ngay. Con chó mình cũng mạnh chứ.
Ôi, cái nón quá ngon. Nhưng mà dễ bèo hơn cái nón của mình. Mày hả bưởi. Ây chà. Ôi chà, con em mình chết nữa rồi. Rồi cho chú mũi tên đặc biệt nè. Nó không để ý cái là nó chết ngay. À không không, tại dính hỏi thằng sát thủ các bạn. Thằng đó nhiều khi nó đánh phát chết luôn. Rồi. Ashard never loved, never coddled. You are worth his time or you are not. They are not the brutes others claim they are. Take me to my father. And I will try again. Nó muốn sống ôn hòa giữa người Fenari với con người. Rồi ok. Let's go, Seamus. Your father will be waiting in the keep. Then take me to him. Về, ông còn trẻ lắm ông ơi, ông về ông lo học đi. Bài đặt lo chuyện đại sự. My son. I thought I'd lost you. Enough, father. Allow me to present one Sarah Hawk, your excellency. She fulfilled the bounty. You have my gratitude. Là mấy nhiệm vụ này dễ thân với chính quyền đó các bạn. Rồi. Rồi cứ nói câu là đây danh dự của tôi đi. Danh dự của tôi khi được làm việc với chính quyền. Chúng ta đang leo từng bước lên cái nấc thang nguồn lực các bạn. Từ vô sản mà chúng ta lên tư sản. Bây giờ chúng ta giúp ông này, giúp đâu cho ông thông qua tiến chức cho mình. Vừa có cổ phiếu hầm mỏ mà vừa có quyền lực trong tay nữa thì cái mình nhất mình là còn gì nữa. Có thể sống an nhàn được rồi. Thằng này, mình đánh giá là thằng này là có ý tốt quá, nhưng mà có điều là nó còn ngây ngô quá các bạn. Có lẽ là do là con của quan lớn trước giờ được nuông chiều cho nên là nghĩ là mình muốn làm. Để coi. Để coi. Thì thôi rồi mình nghĩ là mình ủng hộ mày đi. I agree, Excellency. Seamus, you should show greater respect to this office. That is quite enough. My apologies, Excellency, for this intrusion into personal matters. There is no... Just move. Nó đuổi mình ra chứ. Rồi thôi, đưa tiền là được rồi. Rồi, con em mình chưa kịp uống thuốc thì giờ uống. Rồi, ok. Good day to you, Sarah. Rồi, nhiệm vụ gì nữa đây? Rồi. À, bà về báo cho bà má biết. Đây có bán cái gì hay hay không? Cây này nhìn cũng được nhưng mà bèo quá. Phải ghé qua bán đồ cho trai cho nó nhẹ người. Ok, đi tiếp. Về báo cho bà kia biết là con bà an toàn rồi. Tiền của bà đó thì mình là không lấy cũng được nhưng mà tại bà nghèo mà. Thế nhưng mà tùy người, tùy đối tượng các bạn. Nói chung là nào giàu là mình cố gắng mình lấy của nó một chút. Nó cũng chả mất chuyện với người nghèo vậy thôi. Mình lấy lòng họ cũng được, mua biết đâu họ giúp lại mình. Your son has taken refuge with the Dalish. What? But he is human. Bà này bán nghĩ con mới là con người cơ. Thằng đó là con lai. But they do value magic more than the men of Kirkwall. Perhaps he can. Mà mình nghĩ là tụi ép sẽ whatever sẽ nhận đó các bạn. As I said, I have little money. But this is a Dalish ring that has been in my family for generations. Please accept it with my thanks. À ok. Bà này bà tặng mình cái nhẫn. Rồi thôi, cũng được. Cái gì đây? Ồ, cái nhẫn ngon quá. Con này còn thiếu nhẫn thôi, nhưng mà cái nhẫn này phù hợp với chiến binh hơn. Vậy thì nhẫn này để mình đeo. Ok. Rồi tháo cái nhẫn ra cho nó. Ok, cho chị cho em cái nhẫn đó nhé. Rồi xong. À, vậy là giờ còn đúng một cái nhiệm vụ thôi các bạn. À, về khả năng cao là mình phải đi làm cái nhiệm vụ đó rồi. Mới nó mở cái nhiệm vụ nào mới cho mình chưa?
xem nào. Rồi ok. Nghe chắc phải đi bên kia các bạn ạ. Để coi, mình nghĩ là mình nên mở cái web lên coi thử. Để coi nào. Cái này kìa. Để coi, may know where. À, phải đi hỏi chuyện hả? Có nhiệm vụ còn lắm mà ta. À, chắc phải đi nói chuyện nó mới hiện lên các bạn. À, để mở ra hết. À, ok, giờ đi hỏi cho mấy người group F. Hồi nãy chắc lại mình không hỏi chuyện nó không hiện lên các bạn. The sooner you all leave this place. Rồi thằng này không trả lời rồi, chắc bà thủ lĩnh bà sẽ biết. Hoặc là cái thằng bán đồ nó sẽ biết. Watch your steps, Shem. You don't know how many. Để xem coi. Shemlin. Wonderful. Đây. Oh, Meryl. So you've returned. How has your time been among the Shemlin? It's been nothing but roses and rainbows, Master Aylin. The alienage is lovely in the spring. The collapsing shacks and drunken brutes are nicely offset by the knee-deep mud. This path has been of your own choosing, Meryl. A path that has saddened the clan greatly. Nhánh này mới đi xíu mà giống như là đứa con xa xứ mới trở về quê hương. Enough. We will not bicker like children in front of strangers. We cannot undo what is done. My apologies for that display. Perhaps we can start again. You've returned. Is there something you need? Don't worry. Yeah. Do you have any pure ironbark in stock? What use is ironbark to you? I've never met a Shem who could bend it to his will. Either way, I'm out of stock. I do know where it can be found, but it is impossible to retrieve. Our people were forbidden from venturing to the area after we lost two of our best hunters there. Okay. What's the problem? Maybe I can give you a hand dealing with it. I find it insulting that you think you would succeed where we could not. The place is overrun by darkspawn. If we tried to eradicate them, we would risk the precious few hunters we have left. I'll show you where the area is. What you do with the information is up to you. Okay. Rồi. Nghĩa là đi hỏi chuyện xong là mình giờ mình quay trở lại. Đi kiếm mấy cái thằng thợ săn Wood F để mà mình hỏi tụi nó về cái Iron Bark. Nói chung là đây là nguyên liệu đặc biệt của tập Duy Tinh. Không dễ gì mua được đâu các bạn, phải thân với nó mới bán. Hình như mình nhớ hồi Dragon Ray Origin là cũng có một nhiệm vụ mình đi kiếm cái đó dùm cho mấy một cái thằng chuyên bán đồ bên tộc của Dev. Nói chung là đồ hiếm, đồ đặc trưng muốn mua khó lắm các bạn, phải có tiền mua được đâu. À rồi, chỗ đi săn đây. Có cái gì nào? Ai chà. Có mấy con quỷ nó tới đây rồi các bạn ơi. Ai da. Sắp có biến vậy là sắp có biến lớn rồi đó. Lần trước hình như mình tới đây là gặp mấy cái thằng lính thuê thôi. Còn bây giờ là gặp luôn mấy con quỷ là hay mệt rồi đó nha. Mặc dù quỷ này là quỷ dọn đường rồi đó. Nhưng mà điều đó khả năng cao là có đại ca của tụi nó ở đây. Hoặc là nhất là nó đang cho đường cho đại ca của tụi nó tới. Mấy con quỷ đại ca này các bạn biết rồi, nó mới còn o đó. Nó quỷ rồi, ác chiến lắm. À, mấy bữa nay các bạn coi World Home Amor 3 nhiều đó các bạn thấy ha. Mấy con o đó nó quỷ phát nào thấm phát đó. Ủa, như có gì đâu. Đâu rồi, nhiều đâu. Không thấy gì hết trơn. À đây, đây, đây. Ah!
Dạ. Mạnh dữ. Sát thương không cao nhưng mà cái tầm bắn khá là rộng á. Mũi tên đặc biệt bắn luôn. Ấy chơi mình biết đại ca nó tới mà. Đại ca thì đại ca chứ sợ chứ anh à. Cũng thường thôi. Tại toàn mấy con đi dò đường thì cũng phải là mạnh lắm. Có một con orc đó là lợi hại thôi. O như o chứ đọc nhầm phát âm thành orc lại thành mấy con chặt tinh nữa thì lại không đúng. À đây cái Aron Bass đây, khổ quá, tìm được rồi. Ồ con o này là kiếm được đồ à. Cái nhẫn, ồ nhẫn cũng ngon lắm nhưng mà cũng thuộc loại thường thường thôi. Tức là ngon trong cái đám thường nhưng mà thường trong cái đám ngon các bạn. Đời nó vậy, nhất trong cái đám đứng nhất trong một cái đám tầm thường. Tầm thường nhất trong cái đám đứng nhất. Andraste herself said magic is a curse. Ok, thằng này trả mình 3 đồng luôn các bạn. Ồ quá. So với mấy thằng khác là nó trả là thả lắm á. Mấy thằng kia trả 50-50 xong nó cho luôn rồi luôn 3 đồng giải nó trả cao cấp 6 lần luôn làm ăn với mẹ được các bạn. Rồi ok mình về nhà. Khi nó báo vậy tức là cái nhà có thư mình phải về mình nhận thư mới mở được nhiệm vụ mới. Ngoài ra có nhiệm vụ là công việc mình phải tự tìm kiếm. Ok cậu tránh ra cho con bà làm việc thôi. Cái gì đây? Một lá thư gửi cho gia đình Haki luôn hả? Ok, nhận nhiệm vụ có nhiệm vụ gì đó. Trả về nhận thư thôi mà cũng có tiền. Để coi mình order được cái gì rồi. Ồ, lũ đạn nổ luôn các bạn. Sát thương lửa 200, ồ cũng đã đó. Rồi bây giờ mình đang tích tiền thôi, khoan mua đã. Ok, lại đội hình cũ thôi. À dễ giờ tới mấy con rồng hả? Hình như vụ này sẽ liên quan tới gia chủ hầm mỏ nữa nè. Rồng này toàn là rồng con thôi, không đáng sợ. Nếu dùng cha ba làm hầm mỏ đó, coi bộ là cũng cứ quẩy. Khai thác hầm mỏ mà cứ bị mấy con rồng nó phá hoài. Hoặc là khai thác mà không chịu nhìn, khai thác nhầm ngay cái ổ của mấy con rồng. Nói chung là làm gì cũng phải xem tình thế các bạn. Nhiều lúc mà chúng ta lại động chạm cái này chỗ kia phiền lắm. Thì thôi là làm chủ hầm mò lỡ giúp à. Lỡ mua cổ lấy cổ phần rồi chúng ta phải có trách nhiệm chút các bạn. Nó chơi như là quyền lợi của chúng ta thôi. Ông khai thác ông kiếm được nhiều tiền thì mình được nhiều tiền thôi. Mình được phân nửa lợi nhuận mà. Ây chà, chỗ này rộng quá nha. Rồi rộng thì cũng tốt. Chắc loot được nhiều đồ. Mình loot được đủ 50 đồng rồi nhưng mà khoan là nhiệm vụ chính. Mình làm hết nhiệm vụ phụ hết luôn rồi mình đi là nhiệm vụ chính luôn một lượt. Lúc đó mình mạnh rồi mình làm nhiệm vụ chính mình không có sợ các bạn hiểu không? Chứ chưa mạnh mà đi làm nhiệm vụ chính mình cũng lo lắm. Nhiều lúc sợ mình không đủ cấp hay là chỉ mới vừa đủ cấp thôi, đau quýnh nó rất là nặng. Còn ví dụ mình chịu khó đi cày tới lúc là nhiệm vụ chính rồi mình nói ôi trời ơi, quái gì đâu ứng xìu. Tại lúc đó mình mạnh rồi các bạn hiểu không? Nói chung mà muốn biết mình mạnh hay yếu thì chỉ có phải đi kiếm một đối tượng khác để so sánh thôi. Chứ không ai tự nhiên biết mình mạnh hay yếu được. Chắc các bạn xem nhiều chuyện tranh phim ảnh rồi các bạn không biết đó. Ví dụ như Superman chỉ là người bình thường cho hành tinh của ổng. Nhưng mà có điều khi ổng quay trái đất thì ổng trở thành giống như là siêu nhân vậy đó. Hay là giống như các bạn xem Nobita đến hành tinh một tiếng đó thôi. Tới cái hành tinh mà có cái trọng lượng thấp hơn thì có
cái lực hút thấp gì thấp thấp hơn thì tự nhiên là khỏe à. Ở đây cái ông tháp này nè, ông mà chuyên đi giúp phù thủy đi trốn. I knew this was a bad idea. Ariane tells me you sought a better path than the circle for her son Fainriel. I thought perhaps you would be willing to show mages a kindness once more. Rồi, hỏi rồi có chuyện gì nào? Can I get the details before I agree? There are a number of apostates hiding in those caverns. And you've allowed this? I was hoping you might speak to the group. Convince them to surrender peacefully before my fellow Templars arrive. Okay, để mình... I would not like to see this become a massacre. Thank you. Your compassion does you credit. These mages have shown they attack Templars on sight. You have a better chance than I to convince them they are better off alive in the circle than free and dead. Sir Karras hunts them as well. If they have not surrendered by the time he arrives, this will be a bloodbath. Okay. Vô. Rồi, cũng lại cái hệ mẫu hành động này. Ây da, phù thủy này mạnh ghê ta. Mạnh ghê ta. Mấy con zombie tào lao này không làm gì được mình đâu, thành ra là mình đứng trong đám luôn, mình bắn phù thủy chết. Nó mới là cái đứa gây đám chính, mà nó mau chết, nhớ mấy con quỷ này lần lắm. Cầm tặc tiên cầm vương mà các bạn. Nó 22 natural dam luôn hả, hay quá vậy. Để coi con em mình đang cầm cây này 18 dam. Cây này nhiêu? 20 con dam nhưng mà cây này không đúng. Cây này mới đúng nè. Rồi vậy đưa cho con em mình cái cây này. Ok. Đưa đúng vũ khí cho đúng người thì tốt rồi các bạn. Nói chuyên dụng gì mình dùng thì mình cho nó dùng cái đó mới được búp. Ok, để xem nào. Ây da, chỗ này nhiều zombie quá vậy ta. Rồi, đồ dây chai. Rồi, chỗ này nhiều trượng thế. À, quên. Thôi, anh em mới còn yếu, anh em đánh đi, tôi đi lượm đồ. Rồi ok tốt. Ok lại lượm được nguyên liệu. Rồi cái thứ gì đây? À rồi. Cái gì đây? À rồi. Mấy chú cũng thường thôi. Ồ, một cái áo giáp ngon nhưng mà áo mình đang cầm ngon hơn. Blessing. I thought I was going to die down here in this tomb. Are you with the Templars? Please, I need to go back to the circle. I never wanted to get involved in this. Not when he started making those things. Ơi, nhẹ nhàng thôi. Saying the other mages raised the dead. Decimus, it was his decision. He kept saying the Templars would label us blood mages if we fled. Why not use it if it's our best tool? He slit his wrist and the magic, it rose from the blood and woke the skeletons in the cave. I ran. Decimus is wrong. Blood magic is a work of evil, not just a power the Templars keep from us for spite. Rồi, hỏi. Đấy coi. Mình, The Templar Thrask is waiting outside. Surrender to him and you won't be hurt. I surrender. Take me to the Templars. I don't want anything to do with this blood magic. The rest of them, they're still following Decimus. He's gone mad. I think he'd kill us all just to take the Templars down. Rồi, ok. Mình đề nghị nó đầu hàng. Chứ mấy thằng này nhìn cũng thương thấy thương quá, không nỡ xuống tay giết hại các bạn. Ồ, một cái nhẫn, cộng 4 năm nữa. Ồ, nhẫn cho em gái mình nha bạn.
cũng được, nhưng mà nó có nhẫn ngon hơn rồi. Ok, mình đi. Nhưng nhiệm vụ còn, cái thằng đó là chịu đồ hàng thôi, nhưng mà còn nhiều đứa nữa ở dưới này. Ok. Ây da. They're here. The Templars have come to take us back to the circle. Decimus, no. Stay your hand. These are no Templars. What do I care what shield they carry? If they challenge us, the dead themselves will meet the call. Rồi. Ok, tôi không đánh nhau với ông nha, nhưng mà ông gây chuyện trước nha ông. Sự cái thằng này cứ các bạn nó trông nguy hiểm quá. Ôi, chịu hồi nó còn quái mạnh không á nha. Thằng này nguy hiểm. Ôi, uống máu, nhanh. Ôi, trông nguy hiểm quá, chạy chạy chạy. Nếu mình là cung thủ thì ra cũng không phải giỏi chịu đòn lắm đâu, chẳng qua mình có giáp tốt và pháp sư thôi. Oh. Oh. Oh, đám điện à. You killed him. Oh, Decimus. You should have listened to me, love. You, you are one of us. But you wear no mark of the circle. How is it you side against your own? That man was a blood mage. I don't have to be part of the circle to know that is wrong. Decimus gave us the courage to face the Templars. Without him, we would be prisoners still. He obviously meant a lot to you. He was our future. Until he came, we never thought to fight back. I told Decimus he was going too far. Ông mắm mày nó nghe lời kích động, nó đi làm loạn. Nhưng giờ vẫn còn thương tiếc thằng đó. Mặc dù biết là cái sự pháp sư này nó bị chèn ép, nhưng mà hành động này là không đúng rồi. Dùng huyết ma, dùng ma pháp máu là huyết ma thuật là không nên rồi. We only want our freedom. Without your help, the Templars will execute us all for Decimus's crimes. What do you ask of me? There is a Templar who followed us. You must have met him when you entered. Kill him, and we can get clear of Kirkwall. À, còn lâu nhá, mình không giết ông đó đâu. Con này nó đang xúi dục mình làm điều tốt. But if we start murdering Templars, we'll draw their fury down on us. They would have us kill a man for doing the just work of a Templar. Will you buy us time to flee Kirkwall? Tôi không giúp con đâu. It is no more right for him to die than you. Then lay down your arms. I am trying to save our lives, not throw them away. We will come with you. I'll make sure the way out is clear. Rồi, ok. Mình không giết tụi này mà dẫn nó ra đầu thú. Ok, cũng được. Nên như vậy các bạn. Không nên dùng bạo lực. Cho nó ra nó đầu thú. Còn tụi Kemla xử sao thì tùy. Get ready. Ấy da, tưởng xong rồi. Nó bị mạnh không á, không có đùa đâu. Quá mấy con zombie tào lao đâu các bạn. À đúng rồi, hình như có cây ngon hơn cho em gái mình các bạn. Cây này 20 đam. Cây này 22 đam nè, 20 đam mà điện đi, cho 5 cây điện đi. Ok. Cái bà này có cái gì hút thiên kinh thiệt, cứ như là Captain America đấy. Ok, mình đi. Không có lối gì tắt nào. Cái map này thiết kế cũng hơi dở, phải chỉ có đường đi ra cho nó lẹ.
Nãy quên lượm đồ nè, lẻ thôi nhưng mà dù khó lượm thì cũng lợi lắm. On your guard. Rồi lên tới đây là những thằng dính trưởng. À mà quá yếu đi rồi. Có vẻ như không phải con nào cũng mạnh đâu các bạn. Một vài con mạnh thôi. Ok. Rồi ok, dẫn nó ra đầu thú. Are you saying there isn't anyone inside? Then where did that apprentice come from? I followed the tracks from the caravan site, but the boy says the others already left. Don't lie, Thrask. I know you're soft on the ropes. I followed the same tracks and... What do we have here? Okay. The Blood Mage is dead. These mages willingly returned to the Circle. The Circle? As if we would let these demon worshippers pollute the minds of our mages. No. Once they have tasted freedom, apostates are good for nothing. Better to silence them now. No! And you wonder why we fear them? Please, you must protect us. Lần này buộc phải nói con này, tại con này không phải là người tốt. Chẳng thà nãy nó đừng đề nghị mình giết cái ông đó. Thì mình nghĩ là bây giờ mình còn binh vực nó, còn riêng lần này thì ok. Do what you must. The Circle is a sanctuary, not a prison. If you kill these people, I will see you disciplined by the Divine herself. Knight Commander says no rebel robes get to preach to the Tamers. Đúng rồi, nó tụi này bây giờ là rebel luôn rồi. Là quân nổi loạn luôn rồi. Send us off with this monster. The Circle is still safer than life on the run. Thrask will make sure no one hurts you. Then we truly have no hope. You seem a decent man, Templar. I must place the lives of all these people in your hands. Don't count on him being around long enough to help you, Sunshine. I will do all I can. I swear you this. À, vậy đi là tốt nhất. Chúng ta không nên đánh nhau. À chà, điều này không làm con Marine không vui rồi. Cái này là biểu tình ủng hộ con Evelyn. Nhưng mà thôi kệ đó. Không sao, mình lỡ là không thể nào lúc nào cũng trọn vẹn được các bạn. Hơi ổn, phải chi mình ráng xíu nữa. Mà thôi không sao, mình làm đúng với lương tâm của mình không, chứ không phải là cứ lúc nào phải làm theo ý người khác. Ok, mình nghĩ là mình đi tiếp được rồi. Rồi, mình ra đây rồi. Ok. Rồi nhiệm vụ. À, mở nhiệm vụ này cho mình rồi. Nhưng mà mình nghĩ là khoan là, mình nghĩ là mình tới quán trụ trước. Tại còn rất nhiều nhiệm vụ nó chưa có hiện lên cho mình làm được. Không, tới đây cái là có chuyện liền. Nhỏ cái này nhìn nghe quen ta. Là con nữ hải tặc bên Origin các bạn. Mình nhớ nhỏ này rồi. Nhỏ này là một trong những NPC mà chúng ta gặp nè. Đoạn đoạn mà tới thành phố lớn á. Mình... không ngờ gặp lại nó ở đây. Hình như trong phần này nó được làm bạn đồng hành với mình. Còn phần trước thì không. Phần trước là chỉ... Ôi trời lại. Mới vừa vô quán rượu là có quýnh lộn rồi. Con mắm này không có dừa đâu các bạn. Tell me, Lucky, is this worth dying for? À, trong phần Origin á, nó sẽ mở khóa tuyệt chiêu cho mình. Nhưng mà có một điều á, là để làm được điều đó mình quýnh bại thắng nó. Hoặc là mình chơi đấu vật với nó. Đấu vật ở trên cái sân mà rộng 2 mét dài. Rộng 2 mét dài 3 mét á. Mình không muốn đấu vật cái con này thêm lần nào nữa đâu. Rồi nhưng mà khoa, mình nghĩ là mình sẽ tạm kết thúc cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Lâm Bách Hợp. Rồi. Mình sẽ còn làm tiếp tục về cái game này. Rồi.